Em xin chào toàn thể cô chú anh chị các bạn yêu Phong Lan ở trên mọi miền Tổ quốc. Em là Nhung, bán Phong Lan rừng tại Hải Dương. Hiện tại là phiên buổi tối ngày 24 tháng 12 năm 2019. Chúc cả nhà có một buổi tối thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình yêu thương của mình. Và hai số điện thoại các bác vẫn thường liên hệ đặt hàng của cơ sở nhà em là 0393 9988 95. Và số điện thoại thứ hai là 0966 12 1377. Nhà em thì nằm ở số nhà 143, đường Ít Kiêu, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương ạ. Vì nhà thì ngay ngoài mặt đường chính đấy, nên các bác đến nhà xem hàng thì cũng khá là dễ dàng. Và các bác hỏi đến chỗ ngõ kho lương thực cũ Gia Lộc hoặc là ngã ba Gia Lộc thì nhà em ở ngay phía đấy nhá. Và buổi tối hôm nay thì nhà em cập bến thêm những mặt hàng mới, thì em cũng như thường lệ thôi thì em cũng sẽ lên một video clip để các bác có thể là tiện theo dõi vào buổi tối khi các bác mà có thời gian rảnh rỗi á. Và mình đặt hàng thì có thể gọi điện, nhắn tin hoặc là nhắn tin qua Zalo. Và hình thức nhà em là chuyển phát nhanh qua đường bưu điện nhé. Các bác nhận hàng thì mới phải thanh toán tiền hàng và tiền cước. Tiền cước thì do khách hàng chi trả. Và trước khi đi qua những mặt hàng trong phiên ngày hôm nay thì em có lưu ý một số vấn đề như thế này. Đấy. Thực ra thì mình chơi lan thì các bác lưu ý giúp em nhé. Khi mình thực sự mình đặt những mặt hàng hoa lan ấy, thì mình thực sự mình yêu lan thì mình hãy đặt. Còn nếu không thì mình sẽ nhanh dành cái phần đó, dành những cái món hàng đó cho người khác, những người thực sự cần hơn. Vậy thực sự là hôm nay thì em có một cái trường hợp này, bị chuyển hoàn về một cây đai trâu. Đấy. Thực sự là rất là nhìn nó rất là đau lòng luôn. Để các bác nhìn này, cây này hôm trước cực kỳ là đẹp luôn. Cây này rất là nhiều người hỏi nhưng mà lại rất là gọi là không may mắn, chốt cho đúng một người. Và cuối cùng thì hàng của em đến và không liên hệ được với khách. Cuối cùng thì để bưu điện người ta vẫn để lưu một thời gian và chuyển về em, thì bây giờ tình trạng cây nó như thế này đấy ạ. Đấy. Nên là nhiều khi các bác không hiểu, các bác đặt hàng ấy, nếu mà mình không có thực sự mình thích ấy, thì tốt nhất là các bác hãy để cho người khác đặt hàng. Đấy. Nhiều khi giữ hàng cho các bác thành ra là như thế, rất là khó sợ xử cho đối với chúng em. Đấy. Cây này thực sự hôm đầu bán 1.350.000. Bây giờ thì các bác xem cây này giờ bán được bao nhiêu tiền đấy, các bác bán lỗ. Thực sự là bán hoài vốn còn không được luôn đấy ạ. Đấy, đấy là những cái lưu ý mà em dành cho các bác này. Chứ mình chơi lan không phải là mình đặt cho vui mồm đâu. Nhiều người ta thích lan, người ta muốn dành bằng được những cái phần lan đấy dành cho mình để người ta sưu tầm đấy ạ. Ơi, và sau đây thì em đi vào chủ đề chính của buổi tối ngày hôm nay nhá. Em sẽ đi qua từng mặt hàng. Hôm nay thì về thêm một mặt hàng mới, hàng chơi Tết, đó chính là Mokara. Và hàng hôm nay thì hàng đang có nụ. Đấy, mặt hàng mà em vẫn giới thiệu thường nhật đó chính là dòng Kiều Vương Lộc Bắc. Đó, hàng Kiều Vương Lộc Bắc, đây là những hàng chậu nhá. Một chậu của nó thì sẽ có cả thân tơ và thân già. Và các bác lưu ý này, Kiều Lộc Bắc là một cái dòng kiều mà nổi tiếng của vùng Lâm Đồng, Di Linh Lâm Đồng. Kiều hoa rất là siêng hoa. Hoa màu cánh trắng. Vòi hoa rất là dài và đẹp. Loại này thì mỗi chậu em bán với giá là 300.000 đồng một chậu. Đấy, 300.000 đồng một chậu Kiều Vương Thủy Tiên cánh trắng, vùng Lộc Bắc, Lâm Đồng. Đây ạ, em sẽ giới thiệu mặt hoa của Kiều Lộc Bắc nhé. Cái này thì một số hình ảnh mà tham khảo của nhà vườn người ta đã chụp lại. Đây là một giọt khủng khi người ta... Đây một giọt khủng này, nó rất là đẹp. Mỗi giò như vậy em bán với giá là 300.000 đồng một giò nhé. Đây, mỗi giò là 300.000 đồng một giò này. Đấy, hàng thì hiện tại thì một số nụ em thấy đã hơi sưng sưng rồi. Đấy, có cái sưng thì rất là rõ, có cái thì hơi sưng. Cái này thì nói chung là tùy. Tiếp theo đó chính là những cái chậu sơn thủy tiên hàng thuần. Đó, sơn thủy tiên hàng thuần. Đấy, thực ra sơn thủy tiên hàng kg thì nó rơi đâu đó cũng giờ tầm khoảng 200, hơn 200 rồi. Em thấy mỗi chậu sơn thủy tiên hàng thuần này nó cũng khá là nhiều giá hay. Đấy. Đấy. Và với giá là 250.000 đồng một chậu sơn thủy tiên nhá. Hàng thuần về các bác chơi chăm sóc. Đấy, cái này thì một số mắt nụ đã hơi sưng ấy, về mình kích hoa. Đa phần là hàng nở xuân đấy, hàng nở hoa xuân. Tiếp theo là cửu bảo tiên, hàng cây giống này. Mỗi cây cửu bảo tiên như vậy em bán với giá là 80.000 đồng một cây. Đây ạ, 80.000 đồng một cây cửu bảo tiên nhá. Đó. Hàng này thì các bác có thể ghép từ 2 đến 3 chậu cho một giò thì nó sẽ được sai hoa hơn. Một dòng kiều nữa, đó chính là kiều tím của Thái. Em chỉ còn duy nhất một sọt này, tầm khoảng 20 chậu nữa là hết hàng rồi. Và không còn hàng nữa các bác nhé. Hàng này đặt thì cũng khá là lâu mới có hàng. Kiều tím Thái, một mặt bông tím đậm. Thông thường thì dòng kiều tím bình thường ấy, hàng rừng thì có thể là kiều hồng đúng không ạ? Và cái dòng kiều tím Thái này thì màu hoa tím đậm luôn. Đây là hình ảnh của nhà vườn đấy ạ. Và em sẽ giới thiệu các bác nhé. Chậu này là hàng sưu tầm nên cái chậu của nó cũng sẽ không to đâu. Nó cũng vừa vừa thôi các bác ạ. Đó.
Thì chỗ nào thân nó dài thì nó sẽ ít thân hơn, còn chỗ nào mà thân nó ngắn thì nó sẽ nhiều thân hơn một chút nhá. Đấy, ví dụ như chỗ này nó ngắn thì nó lại xung xuê hơn. Và một số nụ, mắt nụ thì em thấy hiện tại đã hơi sưng sưng rồi. Đấy, cũng đã hơi sưng sưng lồi lồi ra rồi này. Đấy, về mình kích là có thể là mình chơi hoa hoa Tết được. Đó, 220.000 đồng một chậu kiều vuông của Thái nhá. Số lượng thì không còn nhiều. À quên, kiều tím của Thái, em nói lộn đấy. Tiếp theo đến dòng đai châu. Và hiện tại thì xin thông báo là cái đai châu nhà em thì hiện tại hôm qua ấy, một số các bác đặt đơn mà một bộ đai châu gì đó thì hiện tại em cũng đang nợ đơn một số người đó. Tại vì sao? Bởi vì cái hàng đai châu nhà em hiện tại đã màu đỏ chấm bi đã hết hàng, và mỗi loại thì còn một số lượng ít thôi. Ví dụ trước mắt các bác đây, đó chính là đai châu hoa màu tím thủy chung. Hiện tại thì hàng đang có ngổng nụ hết nhá. Đai châu tím thủy chung, vòi hoa rất là siêng hoa và hoa rất là đẹp. Đấy, màu tím nó khá là dịu. Đây, cái này em sẽ cho các bác xem cái mặt hoa của nó này. Mặt hoa rất là đẹp. Đây ạ, đây là mặt bông của đai châu tím thủy chung nhá. Với giá là 250.000 đồng một chậu đai châu tím. Đấy, số lượng thì nhà em cũng không còn nhiều đâu. Đây, cái nụ của nó ra ở chỗ kẽ lá nhá coi nhá. Kẽ lại kẽ này. Đó, 250.000. Phía trên đây thì em còn một số mặt hàng như là đai châu hương vàng. Đây là đai châu hồng chấm chớp này. Hàng cũng đang nụ hoa. Đấy, lô đợt này thì về đều là những hàng mà đang nụ hoa cho các bác chơi xuân, chơi Tết luôn. Và nếu mà so với giữa năm ấy, em nhập cái hàng chưa nụ hoa, giá thành nó còn thấp. Loại có nụ hoa này nó còn cao hơn cái loại không nụ hoa kia cơ. Nhưng mà em vẫn sẽ bán giữ giá cho các bác. Đấy, các bác nhìn thì các bác sẽ biết là theo dõi thường xuyên ấy, các bác sẽ biết là cái đai châu này thì so với giá thành tầm vài tháng trước đây khi chưa có nụ thì giá thành nó vẫn bằng nhau đúng không ạ? Đây là đai châu hồng chấm chớp đây. Đấy, số lượng chỉ còn tầm 4 cây thôi. Đấy, hôm nay thì em còn vài đơn đặt bộ nên là em vẫn chưa trả các bác. Nên là hôm nay thì em còn vài cây rời thì em bán riêng này. Còn đây là hương vàng sắc nguyệt. Đấy, một dòng đai châu lai với dòng hoàng nhạn. Thì hiện tại cũng đang có nụ hoa nhé. Cũng 250.000 đồng một chậu. Đây là mặt hoa của đai châu hương vàng sắc nguyệt này. Đấy, hoa vừa thơm xong lại vừa đẹp đúng không ạ? Của dòng lai giữa hai mặt bông tiếp theo. Tiếp theo đó chính là dòng đai châu Thái này. Thái thì em hiện tại em còn hai chậu, đó chính là đai châu hồng cánh sen hàng cây nhỡ này. Bình thường 350, chỉ còn duy nhất hai cây em đang bán với giá là 330.000. Đấy, 330.000. Đây cây thứ nhất này. Đây là cây thứ hai, đều đang nụ hoa hết nhé cô nhé. Đây đều đang có ngồng nụ. Đâu cái này? Đây ngồng nụ đây. 330.000, còn duy nhất hai hồng cánh sen. Còn trên đây là cái đai châu mà màu sổ số này. Sổ số em có hai loại. Đây cái loại này là loại 160 này. 160 thì cây nhỏ hơn. Còn loại này là loại 250.000. Nhưng mà giờ em còn vài cây em cũng bán với giá là 230 đi. Đấy 160, đây cái loại 160 thì cây nó bé hơn nhá. Đây là loại 230.000, ít nhất là hai ngồng nụ. Cây nó to. Đây là đai châu gì đây? Đấy 230.000 còn 3 cây. Bình thường là 250 đấy ạ. Bán giảm giá, đai châu hoa Tết, hoa dễ trồng dễ chăm. Tiếp theo bên đây thì em có mặt hàng đó chính là dòng kiếm vàng. Kiếm vàng hiện tại em có 4 mã. Mã IC1003, IC1004, IC1005 và IC1006. Hiện tại thì cây này của nó là dòng cây giống nhá. Mặt kiếm lai từ những dòng cây mẹ rất là đẹp trên thị trường. Và người ta hàng kiếm giá trị cao thì người ta thường bán theo tép đấy. Đây ạ, em có một số mã để các bác tham khảo này. IC1003. Đây là IC1004. IC1005. Và cuối cùng là IC1006 nhé. Và em bán đồng giá với giá là 180.000. Các bác mua từ 3 chậu bất kỳ ở trở lên thì em sẽ bán với giá là 170.000. Đấy, hôm nay thì em sẽ bán giảm giá cho các bác nếu các bác mua số lượng nhiều. Tiếp theo nữa đó chính là Dendro mắt cáo đây, 200.000 đồng một chậu. Hoa đỗ quyên 50.000 đồng một chậu, hoa đỗ quyên bán thanh lý còn 2 4 6 chậu, 6 7 chậu gì đó. Phía bên đây là giả hạc châu Như lai năm cánh trắng và hạt giả hạc Di Linh Xuân lai năm cánh trắng ạ. Đây ạ, em sẽ giới thiệu các bác nhé. Đây ạ. Châu Như lai năm cánh trắng và Di Linh Xuân lai năm cánh trắng này, 250.000 đồng một chậu. Nổi tiếng của vùng Di Linh Lâm Đồng còn 2 4 5 chậu. Mua từ 2 chậu thì tính giá 230. Đấy. Em còn một giò đó chính là 5 cánh trắng hậu hồng. Tuy nhiên thì giò này nó bị gãy mất đầu ngọn này.
Đấy, bị gãy mất đầu ngọn. Giờ này thì bình thường nó là 250 đấy ạ. Chậu hai thân này 250. Nhưng mà hôm nay do gãy cái đầu ngọn kia thì em sẽ bán thanh lý với giá là 200.000. 200.000 cái giò năm cánh trắng họng hồng cuối cùng này nhá. Đấy, còn duy nhất một giò cuối cùng thôi. Và tiếp theo thì em xin giới thiệu các bác đó chính là dòng mai đỏ đấy. Nói chung là thời tiết ấm lên là các bác sẽ nhìn thấy sự xuất hiện của những cái đốm đốm, đó chính là nụ hoa của mai đỏ nhá. Mai đỏ là một loại hàng hoa chơi Tết đó, nó là hàng hoa chơi Tết, không phải là hàng ấy đâu, không phải hàng hoa lan. Nhưng mà cái này năm ngoái được các bác ủng hộ khá là nhiều. Đây ạ, em sẽ giới thiệu các bác mặt bông của mai đỏ đấy. Màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn và một trong những mặt hàng mà đem đến sự may mắn vào trong những ngày đầu năm mới nhé. Đó, mai đỏ hoa đẹp, hoa màu đỏ rực rỡ. Đây ạ, đây là mặt hoa của mai đỏ này, nó rất là siêng bông. Tết thực sự những cái dòng này thì khá là đắt tiền. Khi người ta trồng lên chậu thì đâu đó cũng phải rơi tầm 500 đến hơn 500 nghìn đồng một chậu đấy ạ. Các bác nhìn đấy ạ, bây giờ thì với giá thành là chỉ, hôm nay em bán đồng giá hết tại vì số lượng thì không còn nhiều, với giá là 250 nghìn đồng một chậu mai đỏ nhá. Đây, 250 một chậu mai đỏ, rất là nhiều cành và rất là nhiều nụ nhá. Cái này thì đều là những hàng em tuyển chọn nên các bác yên tâm là nụ rất là nhiều. Bởi vì hôm vừa rồi phải lên tận vườn đấy ạ, tại vì hàng solo thì nó có những cây mà rất là ít cành, mình nhìn nó chỉ đâu đó tầm một nửa cái số lượng cành của cây này thôi. Nhưng mà hàng này đều là những hàng tuyển chọn, với giá 250.000 đồng một chậu thì nó rất là hợp lý. Và các bác lưu ý giúp em, đây là hàng trồng từ bầu đất nhá. Hàng bầu đất có nghĩa là cái hàng này người ta trồng trong bầu thì cái rễ của nó khá là ổn định và nó ăn sâu vào giá thể của mình hơn đấy. Và hoa này thì sẽ đảm bảo các bác là nở 100%, tại vì thị trường tại thì thấy có bán cả những cái loại mà hàng nghĩa là cây không bầu đấy ạ, thì cái đấy thì giá thành nó sẽ rẻ hơn là cái hàng bầu đất này em lấy đấy. Cái này thì do các bác lựa chọn thôi, mình chơi cây cảnh thì mình cũng sẽ biết rồi đấy ạ. Đấy, 250.000 đồng một chậu, hôm nay thì bán đấy chỉ còn tầm khoảng chắc tầm 450 chậu nữa thôi. Đấy, bán với giá 250. Em còn một vài cây đào thất thốn nhá. Linh đào thất thốn phải nói là hôm nay thì nó không còn đẹp nữa rồi. Và các bác lưu ý giúp em này, mộc lan hay đào thất thốn hàng đấy là hàng rễ trần, tức là hàng rễ trần nhà em ở đâu cũng thế thôi. Riêng hai dòng này thì chỉ có rễ hàng rễ trần, không có hàng bầu. Tức là hàng bầu thì người ta cũng chỉ cho thêm lớp đất để người ta giữ ẩm cho gốc thôi. Nên là khi các bác nhận hàng ấy, tại sao các bác nhìn thấy cái đất của nó chỉ nó cũng sẽ hơi rời hơn so với dòng mai đỏ. Dòng mai đỏ người ta trồng thuần từ bầu từ bé. Còn cái loại này thì người ta trồng, nghĩa là người ta nhổ lên người ta bán rễ trần đấy ạ. Đấy. Nên là cái hàng này nó rẻ hơn, hàng rễ trần nó sẽ rẻ hơn. Và các bác lưu ý, nhà em thì cho lớp đất vào để giữ ẩm cho các bác thôi, nên các bác không thể đòi hỏi đến nơi là cây tại sao nó không dính vào đất. Đấy, hôm nay thì có một trường hợp em bán thanh lý 100.000 đồng một cây mai, một cây mộc lan rồi, nhặt rất là đẹp rồi, nhưng đến nơi thì anh bảo là cây của nó không dính vào đất. Cả thị trường này người ta đang bán với cái hàng mà không vào bầu đất, thì bây giờ thì để đòi vào bầu đất thì thực sự là em không thể em làm được. Đấy, thì nếu mà có bầu đất ấy cái giá trị của cái hàng đấy nó rất là cao, chứ không phải là có 100.000 đồng một cây đâu, mà cây nó nhiều hơn cái loại còn duy nhất một cây này cơ, nhiều cành hơn nhiều mà vẫn bị nói đấy. Đây là em lưu ý với các bác, nếu hôm nay thì em còn 2, 3, 4, 5, 6, 7 cây mai đỏ, nhưng mà cây đào thất thố này, nhưng mà nó ít cành hơn, bình thường là 130 một cây đấy ạ. Thì hôm nay em bán thanh lý 100.000 một cây nhá, bán này bán thanh lý luôn 100.000 một cây. Nói chung đã là hàng thanh lý rồi thì các bác cũng không thể đòi hỏi nhiều nhé các bác nhé. Nghĩa là mình về thì những cái nụ này mình vẫn có thể chơi hoa, nhưng mà cũng sẽ có thể là cái cây nó nhìn nó cũng không đẹp bằng cái cây ban đầu 100. Đấy, còn duy nhất một cây mộc lan này. Đấy, cây này em bán là 70.000 này. Vẫn có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đấy, nói chung là có cả nụ nhỏ nữa, cũng khá là nhiều. Đây, khuyến mại cho cả cái cụm này. Cụm này là cụm đấy, 170.000 hai cái này đấy. Đây là hai cái loại này là loại rễ trần, em nói rõ. Còn hàng bầu đất đó chính là hàng mai đỏ đấy, để các bác không phải thắc mắc. Mai đỏ và lưu ý là một điều nữa là cái đất của nó khá là nặng nhé. Mình gửi đi thì cũng lưu ý giúp em cả tiền cước nữa, không thì đến nơi thì lúc đấy lại thắc mắc thì thực sự là bên lúc đấy khó xử cho hai bên. Và tiếp theo thì em sẽ giới thiệu cái mặt hàng hoa Tết, đó chính là Mocara. Đấy, các bác nhìn này ạ,
giữa năm đợt vừa rồi em cũng có nhập một lô mocara, nhưng mà hàng đấy là hàng chưa có nụ hoa. Và hôm nay thì em nhập nụ hoa cũng chỉ mong muốn là các bác có thể chơi một cái giỏ lan lan chơi Tết đẹp để cho gia đình của mình thôi. Đấy ạ, đây mocara đây. Đó, đây là mặt hoa của nó nhé các bác nhé. Hôm nay thì em có 5 màu để các bác sưu tầm, 5 màu. Có 5 màu để các bác sưu tầm nhé các bác nhé. Đấy, đây là màu tím này. Đấy, mặt hoa của mocara màu tím này. Màu tím thì nổi tiếng đó chính là vòi hoa rất là dài. Đấy các bác nhìn này, nó vượt qua cả cái cành hoa của nó. Đây là màu tím này. Đều là cây rất là to nhé các bác nhé. Cây này thì nó phải rơi tầm gần mét đấy các bác ạ, gần 1 mét đối với chiều dài cây. Nó gấp phải gấp 3 lần cái cây panda hiện tại mình mua ạ. Tiếp theo đó chính là cái cây màu vàng. Màu vàng ạ. Bên đây là cây màu cam, cây màu cam. Cây màu cam thì có một đặc điểm nhà vườn bảo là khi mà nó nở rộ lên thì cái màu của nó mới thực sự là cái màu cam mình mới nhận biết rõ. Còn hiện tại thì nó hơi đây. Giờ thì nó cũng hơi hơi nhìn giống màu hồng nhưng thực tế nó lại là màu cam nhé các bác nhé. Đấy. Và bên đây là màu hồng này, màu này là màu hồng này. Đấy, màu hồng đây. Đấy, đây là hoa màu hồng. Đấy, rất là đẹp tại vì nó có đã đốm chấm nên mình nhìn thì nó sẽ không cảm thấy là nó bị đơn điệu quá. Đấy, đây là màu hồng. Màu tím, màu vàng, màu hồng, màu cam và cuối cùng một màu rực rỡ nhất đó chính là màu đỏ này. Màu đỏ rất là rực rỡ. Đó. Hoa rất là sai bông nhá, cây to lắm. Cây này thực sự là rất là to. Đây để em cho. Để em mẹ em cầm cho. Đấy. Các bác nhìn này, đấy. Đây cái này em cầm lên này. Đấy một cây này, cầm để cho các bác tượng trưng nhá. Nó rất là cao luôn, nói chung là nó dài. Cũng phải 80 phân đến 1 mét luôn. Hàng này. À và em hướng dẫn luôn cách trồng nhá. Cái này thì nhà vườn người ta hướng dẫn em, nhưng nói chung là nó cũng dễ trồng thôi. Cái này thì về các bác trồng nhà vườn bởi vì họ về cái vấn đề kinh tế đấy, họ thì đa phần họ trồng làm sao cái giá thể ra nó tiết kiệm chi phí nhất có thể. Nên là thông thường người ta trồng bằng vỏ lạc đấy, cái vỏ lạc bình thường mình vẫn hay ăn bình thường ấy ạ. Thì người ta trồng bằng vỏ lạc thôi, loại này nó sẽ sống đến mức độ mình trồng vỏ lạc thôi nó cũng phát triển được như bình thường. Rất là ok, đó. Trồng vỏ lạc thôi, nhưng mà mình có thì mình trồng thêm vỏ thông cũng được, mình trồng bằng vỏ thông. Mình cho vào một cái chậu, mình cắm cái phần gốc này xuống và mình cố định vào một cái que. Đấy, rất là dễ thôi. Và tưới thì mình có thể mình bổ sung đi B1 cho cây cũng được. Cây này hiện tại đang hoa nhá, nên là các bác lưu ý khi tưới nước hạn chế tưới vào hoa để hoa nó lâu tàn hơn. Đấy, hoa này chơi lâu tàn có thể chơi được một tháng liền đấy các bác ạ. Nên hiện tại thì một số cây thì hiện tại nó đang hơi sưng sưng nụ rồi. Đó. Và hôm nay thì hàng mocara hiện tại đang có nụ thì giá thành nó đắt hơn. Đắt hơn cái loại mà nó không nụ một chút. Nhưng mà em cũng sẽ giữ giá các bác nhé. Với giá là 200.000 đồng một cây. Đấy, một cây to, dài khoảng 80cm đến 1m. Với giá là 80.000, à quên, 200.000 một cây. Đấy, các bác mua từ một bộ 3 cây. Mua bộ 3 cây trở lên. Mua từ bộ 3 cây trở lên thì em sẽ bớt cho các bác 10.000 đồng một cây. Đấy, mua từ 3 cây trở lên có mấy màu cho các bác sưu tầm đấy nhá. Đấy em vừa giới thiệu. Mua 3 cây sẽ là 190, còn đâu là mua lẻ 1 cây thì sẽ là 200.000 đồng một cây. Đấy, cái này giá thì em cũng để giá nó khá là sát rồi. Bởi vì cái hàng này em vận chuyển nó khá là cao tiền cước đấy các bạn. Đây là màu tím này, vòi hoa rất là dài, màu đỏ này, màu hồng này. Đấy, có cả màu vàng nữa, màu vàng. Đây màu vàng thì cho các bác xem cận cảnh luôn. Màu vàng thì một số cây nó đang có nụ rồi. Đấy, nhưng mà đa phần là từ 2 ngồng hoa trở lên nhá. Ví dụ có cây màu tím thì em thấy có 3 ngồng hoa này. Đấy, màu tím thì cậu thấy có 3 ngồng hoa, còn đa phần là sẽ có từ 2, ít nhất là 2 ngồng hoa. Em cứ bán theo giá là 2 ngồng hoa đi, không để đến nhiều khi thì mình chưa kiểm tra hết được trong là nó có bao nhiêu ngồng hoa lại báo như vậy thì nó hơi sai, thì lúc đấy lại khó xử. Đó. 200.000 đồng một cây, mua lẻ mua từ 3 cây trở lên thì giá là 190.000. Để em tìm cho các bác một cái chậu hoa mà nhà vườn người ta đã ghép vào đấy. Người ta ghép vào rất là đẹp. Người ta ghép lẫn lộn tất cả các màu vào cùng một chậu cơ, chứ không phải là riêng là một cái cây riêng đâu. Thôi giờ máy nhiều hình ảnh quá rồi, không thể tìm được rồi. Cái này thì để em sẽ tìm lại để em hôm sau cho mọi người xem nhé. Người ta ghép vào đẹp lắm, dễ trồng, lại dễ chăm, dễ trồng và dễ đẻ nhánh, dễ phát triển và giá là rất rẻ luôn. Và tiếp theo thì em xin giới thiệu các bác đó chính là dòng phi điệp ạ. Phi điệp hiện tại thì em có phi điệp DL168 này.
đó chính là HO168 là cái dòng phi điệp đỏ này, 250.000 đồng một chậu một thân. Đây là phi điệp đại hồng liên, 250.000 đồng một chậu cũng một thân. Trầm hồng lá mít đó, chậu hai thân là 330, còn chậu một thân là 260. Phi điệp DL166 cũng 250 một chậu hai thân. Bên kia là trầm cửu long ạ, trầm cửu long chậu một thân là 260, chậu hai thân là 350. Trầm cửu long thì giá thành thị trường khá là cao nhé các bác nhé, giá này em để khá là hợp lý đấy. Sau đây thì em giới thiệu các bác mặt hoa của từng loại nhé. Và em đang có hồ điệp 80.000 đồng một chậu, hồ điệp cốc 2.8, hai ngồng hoa. Bây giờ chỉ còn một hai màu rồi nó lẫn lộn với nhau rồi, cái này thì em sẽ không phân màu nữa. Về các bác để bàn uống nước rất là ok đấy ạ. Sau đây thì em giới thiệu một số mặt hoa nhé. Mặt hoa đầu tiên đó chính là mặt hoa của phi điệp mắt đỏ này. À quên, phi điệp đỏ này, HO168. Đây là phi điệp DL168 này. Trầm hồng lá mít, đây là cánh bầu, trầm hồng cánh bầu. Cái này là 330 một chậu hai thân, chậu một thân 260. Đây là đại hồng liên, hoa rất là siêng hoa, năm cánh trắng họng hồng, nãy chỉ còn một chậu thanh lý thôi. Đấy ạ. Tiếp theo là những chậu thanh đạm Indo ạ. Thanh đạm Indo. Ồ, thanh đạm Indo hôm nay thì nhìn nó xấu quá. Thanh đạm Indo hôm nay em bán thanh lý 130 một chậu, hôm nay bán thanh lý nhá các bác nhá. Cái lá nó hơi xấu bởi vì cái dòng này thì cái lá nó không thể nó đẹp hơn được nữa. Đấy ạ, 130 một chậu, mua một cặp là 250. Đấy, bán thanh lý luôn. Hôm nay thì còn số lượng ít. Và cát lay da bây giờ cũng đang thanh lý đây. Cát thanh lý cũng với giá là 150.000. Đấy, 150.000 một chậu cát. Đấy. Bây giờ cái bụi nó nhỏ, còn màu đỏ này, màu tím, còn màu đỏ và màu tím, em nhớ là như thế. Bên đây đùi gà dẹt này. Hôm nay thì em có một ít lô gùi gà dẹt về. Em bán là 200.000 đồng một cân. Đấy, hàng hiện tại thì đang sưng nụ rồi. 200.000 đồng một cân. Nói chung là hàng sừng thì sẽ có cả thân tơ và thân già. Để cái mắt nụ của nó này cũng khá là sưng to bằng hạt gạo rồi. 200.000 đồng một cân nhá. Hôm nay thì em có một số hàng đai châu thanh lý này. Thứ nhất là đai châu mít này, bình thường là 680, nhưng giờ thì cây số lượng còn ít này, em bán 650 một cân. Bên đây là đai châu rừng này. Đai châu rừng khai thác trực tiếp từ rừng này. Đó, hàng mùa này nhìn cây nó không được đẹp lắm đâu, nhưng mà được cái là đai dâu rừng là rất là khỏe khoắn. 550 một cân. Đấy, hàng còn ít này, bán thanh lý 550 một cân. Nói chung là nó sẽ bị lỗi lá, bởi vì sao, hàng rừng thì không tránh khỏi. Đấy. Bên đây là đai châu rừng bóc trụ này, cũng với giá là 550 một cân. Hàng cây cũng khá là to, hàng đang nụ hoa. Tuy nhiên thì cái lá của nó thì cũng hơi bị sâu một chút nhá, nên em bán thanh lý luôn. Em còn một giò năm cánh trắng họng hồng này. Giò này gồm 2, 4, 6, 8 thân, hiện tại đang nụ hoa. Hàng nụ này thì giá thành nó cao hơn, 8 thân với giá là 2 triệu đồng. 2 triệu đồng 8 thân, 5 cánh trắng họng hồng này nhé. Và hôm nay thì em giao lưu với các bác một số hình bạch ngọc đuôi công ạ. Đấy, bạch ngọc đuôi công thì hôm nay thì em có một số hình còn lại. Nghĩa là lô hôm qua thì nó nhiều quá, nên là hôm nay em quay nốt. Đây ạ, em bắt đầu từ N1 này. N1 230.000 gồm một khúc. Đấy. Cái này có một cái nụ nhỏ nhỏ ở đây, nhưng mà có vẻ nó hơi bị gãy mất vài nụ hoa rồi. Đấy, 230.000 giò thứ nhất. Combo thứ hai, N2 gồm 3 khúc. 3 khúc này nhỏ nhỏ em ghép vào thành một hình 280.000. Đây, khúc này một khúc nhỏ này đang có nụ hoa này. Khúc thứ hai cũng đang nụ hoa, có một nụ hoa, hai nụ hoa luôn. Khúc thứ hai nhìn lá thì rất là xấu, nhưng mà lại có đang hai có nụ hoa. Khúc thứ ba, khúc này hình như là chưa có nụ hoa. Ba khúc này ghép với nhau là 280.000 này. N3 là một khúc 380.000. Nói chung là khúc này cũng có nụ hoa, nhưng mà em thấy cái nụ hoa của nó không biết là nó đâu rồi. Đây, hình như đây phải có hai nụ hoa, hình như có hai nụ hoa ở phía này. 380.000. Khúc N3, cái này là nguyên một khúc nguyên bản như cái này. Về các bác chỉ cần treo lên thôi, khúc gỗ khá là chắc chắn rồi. Đấy, 380.000. N4 là một khúc rất là to, 1.200.000. Khúc này khung nguyên bản to nhé, to khủng luôn. Thực sự là hai cái khúc to này này thì em ưu tiên các bác nên gửi xe, bởi vì nó hạn chế tiền cước phí. Bởi vì nhà xe người ta tính theo chuyến thôi, nhưng gửi vô điện thì người ta sẽ tính theo cân nặng, nó hơi tốn cước một chút nhé. Vậy cái N4 này em bán là 1.200.000. Cái này lúc về em nhìn cũng khá là nhiều nụ ấy. Một nụ này, đây cũng nụ thứ hai này. Khúc này nãy thấy nhiều nụ, đây nụ 2 này.
nãy đếm có mấy cái nụ cơ. Chắc là phía trong nó cũng có đấy, nhưng mà 1.200.000 là 4 này. Tiếp theo là N này là N5. Giò này to khủng luôn. Sự là giò này cũng chỉ có nụ 2 nụ này, 2 nụ gần nhau này, 3 nụ này. Còn không biết là những cái nụ con ở phía dưới thì em chưa đếm, vội quá chưa đếm. Khúc này 1.300.000. N5 là 1.300.000. Hai khúc này rất là nặng nhá, ưu tiên các bác chuyển xe này. Tiếp theo là khúc N6. Khúc N6 này thì nó là nguyên bản, nhưng thực sự là nó là bán nguyên bản, tức là nó chỉ gắn với một cục gỗ bên đây thôi. Dân người ta bóc tách thì lại bên đây lại không có gỗ. Nhưng khúc này cũng đang có khá là nhiều nụ. Một nụ này, nụ này nó bị mất một vài ngồng hoa rồi. Đây hai nụ này. Đây nụ nữa là 3 này. Ít nhất là 3 nụ. Đấy, đếm ít nhất là 3 nụ. Khúc này em bán 400.000. Nó là khúc bán nguyên bản. Đấy, 400.000. Khá là rẻ khúc đấy. Tiếp theo là N7 này. N7 là 350.000. Khúc này cũng 1, 2, à 2 này, 3 này. Cũng 3, 4 ngồng nụ gì đấy. Chắc là thế. Khúc này 350.000. N7 này. Và cuối cùng khúc N8, khúc này 300.000. Thấy cái thế của nó tròn tròn, nó hơi ít lá, nhưng mà cũng một nụ này, hai nụ này. Bên đây nó 7.000, còn một nụ nữa hình như là 3 nụ. Em nhớ đấy, đây, nụ nữa là 3. Khúc này 300.000 đấy. Còn vài khúc bán nốt. Tiếp theo là Long Tu Sơn Di Linh. Long Tu Sơn Di Linh thì em còn giò này là giò L. Đây, giò này em đang bán là 800.000. Hôm nay em bán giảm giá còn 750.000. Long Tu Xuân Di Linh, hàng chuẩn Di Linh Lâm Đồng. Đấy, hàng xuống lá để chuẩn bị hoa Tết này. Cái này thì thân nó dài. Tiếp theo giò này. Giò này 900.000 đi. À quên. Giò này 750 này, giò này 850. Đây giò này thân khá là dài này. Thân dài. Đây là thân tơ của nó khi nó xuống lá nhá các nhá. Chứ không 100% là hàng thân tơ luôn. Đấy 850 giò này. Hôm trước bán 900 hay 950, hôm nay bán thanh lý luôn. Còn hai giò duy nhất. Em có những chậu đuôi cáo này, 200.000 một chậu, ba thân hoa, ba thân cáo. Đây là những cái chậu đơn cam lai, đơn cam mặt trời này, 170.000. Và cuối cùng thì em xin giới thiệu các bác, đó chính là những chậu giả hạc châu Như Hồng nhá. Dạ, giả hạc châu Như Hồng. Hôm nay thì em có một số hình để giới thiệu các bác. Hàng hiện tại thì đang nụ hoa rất là nhiều luôn. Thì các bác nhìn, thân tơ nó đã xuống lá và nụ hoa của nó đang xuống này. Đó. Chậu này là hình số 1, em ký hiệu là H1 này, gồm 3 thân, rất là dài và 2 ki nhỏ đang mọc lên, 900.000, hoa rất là thơm nha các bác nhá. 900.000, hình H1. Tiếp theo là hình H2 này, hình H2 thì cũng là 3 thân, một thân rất là dài. Tuy nhiên một thân dài thứ hai thì nó đang bị gấp gãy rồi. Thì cái này về các bác cắt ra ươm ki. Bởi cái này em thấy là nó chưa xưng nụ, vì mình vẫn có thể ươm ki như bình thường. Và đây là thân này nữa. Đấy, thân này cũng đang nụ này. Đấy. Chậu này do nó gãy một thân thì em bán 430.000. Dù 3 thân nhưng bán với giá là 430. Do hàng nó bị hơi bị gãy, hơi bị lỗ một chút. Tiếp theo là H3. H3 thì em đang bán giá là 1.500.000. Cái này gồm nhiều thân lắm. 2 này, 4, 5 thân, 6, 7, 8, 9 thân. Nói chung là cả thân dài, thân ngắn là 9 thân. Hàng thì đang nụ hoa hết nhá, thân rất là dài. Để khi hàng dòng thân hồng, dòng hoàng thảo xuống lá thì cái thân của nó các bác nhìn nó sẽ, nó khá là trơ trụi. Đấy ạ, đang nụ rồi. Giò này 1.500.000, 8, 9 thân thì đấy, cả dài cả ngắn. Tiếp theo đó chính là giò. Giò này là giò B mấy nhá? H4 này. H4 gồm một thân. Thân này cũng phải 70-80 cm rồi. Đấy. Giò này một thân và một ki dài 330.000. H5 một giò 350, một thân dài và một thân này dài tầm khoảng 25-30 cm. H6 là một chậu 330.000. Đây ạ, 330.000, một chậu xuống lá và đang sưng nụ hoa. Một ki nhỏ này. Chiều dài thân cũng phải 70 cm nhé các bác nhá. Đấy. Giò này 330.000, giò H6 này. Tiếp theo là giò H7 này. Giò H7 cũng 330.000, cũng gồm một thân. Khá là dài. Đấy, cái này thì em đã cân đối hết rồi. Cũng đang nụ hoa này. Cũng 330.000 H7. Còn đây là H8 này, H8 gồm một chậu 300.000. Gồm một ki, chắc tới tầm khoảng 7 60 cm, 65. Gồm một ki nhỏ và một thân, 300.000.
Và cuối cùng là H9, một chậu siêu dài. Đấy, đây, em đo từ chân của em đến cũng phải đến ngang eo rồi. Cái này 350.000 H9. Đây, cái này có mặt hoa bói này. Em cho các bác xem luôn mặt hoa. Hoa rất là sai hoa, dại hoa thơm nhé. Và cái này thực ra là giả hạc châu như hồng này. Đấy, mặt hoa của nó đây. Rất là đẹp. Tuy nhiên thì hoa thơm lắm. Cái này thì đây là chỉ là bông bói thôi. Nếu mà bông của nó chính xác ra ấy, mà nở chuẩn đấy, thì nó còn căng đẹp hơn cái này rất là nhiều. Đấy, châu như hồng, mặt hoa như hình nhau nhé. Đấy, cái này cho các bác xem này. Mắt đỏ đậm này. Đấy, họng nhung nhá các bác nhé. Họng nhung này. Đấy, đây là mặt hoa của nó. Đấy, hôm nay em giao lưu các bác 9 hình thôi. Đấy, mỗi một cái cành hoa bói ở phía đầu mà ra tận 3-4 bông hoa, nên phải nói là cái độ hoa siêng của nó thì rất là... Đây là châu như hồng nhá, mặt hoa như hình đấy ạ. Đấy, rất là đẹp. Và sau đây thì em xin phép là kết thúc clip tại đây và nhận đơn hàng của các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ạ.